Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của siêu xe cò Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, rất là lâu rồi thì trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2019 lịch dương, một mẫu xe Mitsubishi Jonny mà bọn em mua được trong ngày hôm nay. Và chiếc xe này đặc biệt hơn, nó lại là một mẫu xe máy còn zin. Và số còn zin thì quý vị và các bạn đang có cái nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe Mitsubishi Jonny này thì quý vị và các bạn hãy nhớ xem hết video clip để chúng ta có thể chốt được chiếc xe này. Và em nhấn mạnh lại, chiếc xe này máy còn zin nhá, những con ốc của máy của nó vẫn còn vàng ươm. Và chiếc xe này khá đẹp và em sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Video bây giờ là tầm khoảng 12 giờ trưa rồi, thì tầm khoảng 1 giờ chiều thì quý vị và các bạn đã có thể xem được video clip này. Và quý vị và các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh và để lại được một lần like để được cập nhật và được theo dõi tất cả những mẫu xe về mới nhất từ bên em. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cái chiếc xe này cho quý vị và các bạn xem. Đây là một mẫu xe Jonny sản xuất năm 2004. Và chiếc xe này là một mẫu xe màu vàng cát và xe khá đẹp. Đây, chúng ta hãy nhìn về chi tiết của xe. Con Jonny sản xuất năm 2004, một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Và với mức giá mà em đang bán hiện tại cho mẫu xe này là 160 triệu đồng cho một mẫu xe máy vẫn còn zin, thưa quý vị và các bạn. Với cặp đôi mắt đèn xe vẫn còn cực kỳ sáng và chiếc xe này không có một lỗi gì nhá. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy đây là một chiếc xe màu vàng cát, màu rất là sáng, một mẫu xe 7 chỗ ngồi. Và cái chiếc xe này chúng ta chạy rất êm và cái động cơ của chiếc xe là 2.0, mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng chục lít. Nó là một dòng xe có thể chạy được dịch vụ và cũng là một dòng xe đi trong gia đình với anh em mà đang đứng tuổi tầm khoảng 40 ngoài ra, chúng ta cần một mẫu xe 7 chỗ để đi trong gia đình và cần một con xe phụ tùng giá rất là hợp lý và rất là dễ sửa, thì mẫu xe Jonny này hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ tất cả các nhu cầu của quý vị các bạn, là tiết kiệm nhiên liệu. Đối với dòng xe 7 chỗ thì với cái mức xăng tầm khoảng chục lít thì nó là tiết kiệm nhiên liệu rồi, thưa quý vị các bạn là như vậy. Với động cơ chỉ 2.0 và đây là phiên bản đủ nhất của Mitsubishi Jonny, đó là bản đèn cộp nốt treo và vô lăng quả chám và núm điều hòa to. Biển mang tên biển là 37A37088 số đuôi. Thì đó, em sẽ vào quý vị và các bạn hãy cùng em đi qua chi tiết về phần ngoại thất của xe. Thì đối với chiếc xe này thì về phần cơ bản là về phần sơn của xe là nó đều cả xe rồi, cho nên quý vị và các bạn mua chiếc xe này về chúng ta không cần phải làm lại hay không phải đụng chạm gì về phần sơn cả. Chiếc xe này em mua mới mua được từ sáng nay xong. Và chiếc xe này chúng ta nhìn thấy là cái kiểu dáng của nó vẫn không bị lỗi thời. Tính đến thời điểm hiện tại thì với mức giá 160 triệu đồng mà chúng ta bỏ ra để mua một mẫu xe 7 chỗ ngồi mà rộng rãi, thoải mái, đồ đạc rẻ, rất rẻ luôn. Jonny thì đồ đạc rất là rẻ. Với chiếc xe gầm cao mà thoáng, và chúng ta nhìn thấy cái chiều dài của Mitsubishi Jonny này, chúng ta có thể thấy được là nó còn chất và nhìn còn đẹp hơn cả một chiếc Toyota Jay. Mặc dù Toyota Jay nó vẫn rơi vào khoảng giá loanh quanh sấp xỉ 200 triệu đồng. Với chiếc xe Mitsubishi Jonny, một thương hiệu của Nhật, và động cơ máy còn zin như chiếc xe này thì chúng ta chạy còn phải lâu. Chúng ta nếu mà chúng ta thay dầu mỡ đầy đủ thì còn lâu chúng ta mới phải thay lại máy. Và cái máy còn zin nó chúng ta chạy rất là thoát, chúng ta có thể đạp từ 0 cho đến 100 km trên giờ thì nó rất là đơn giản. Và chạy nó không bị chành xe, nó rất là đầm, thưa quý vị các bạn là như vậy. Chúng ta hãy nhìn về phần chi tiết về phần sơn của xe nhé. Và tất cả những hệ thống na răng nó là na răng đúc hết rồi. Đây, chúng ta hãy nhìn về phần sơn của xe và mắt đèn của xe này, nó rất đẹp. Và một con xe này là không lỗi gì nhé, thưa quý vị và các bạn, là không lỗi gì cả. Đấy, cả xe zin toàn tập, tí nữa em sẽ quay cho mọi người xem qua chi tiết của xe. Đây là mới là phần sơn của xe thôi. Còn về máy móc của nó thì tí nữa mọi người sẽ được xem qua máy móc của nó sau. Đó, chúng ta nhìn thấy này, sơn xe nó rất là đẹp, màu vàng cát. Một cái màu xe có thể nói là, nếu mà trong cái dòng xe 7 chỗ Jonny, màu vàng cát này nó là màu đẹp rồi. Đấy, và đặc biệt anh em nào mà hợp mệnh cái dòng xe này thì nó quá là hợp lý đi. Với ốp lốp dự phòng nó vẫn còn nguyên như thế này. Đấy, biển số đuôi 88 khá đẹp. Anh em ở trong Nghệ An mà chúng ta muốn mua chiếc xe này về, chúng ta không cần sang tên thì lại quá là tuyệt vời. Với mức giá bỏ ra chỉ 160 triệu đồng mà thôi, chỉ ngang một chiếc Toyota Vios, một bộ xe 5 chỗ ngồi và phiên bản ni lông. Thì đối với cái tầm tiền 160 triệu mà bỏ ra mua được con xe 7 chỗ ngồi mà máy còn zin như thế này cũng là khá là hiếm trên thị trường nhé, thưa quý vị các bạn là như vậy.
chẳng để cho quý vị các bạn xem xà nâu nữa, thì chúng ta nhìn qua rồi chúng ta đã biết được là sơn của con này nó vẫn còn rất là đều rồi, phải không ạ? Thì ngay bây giờ em sẽ cho mọi người xem qua phần nội thất của xe để chúng ta có thể đến được những cái máy móc của nó. Máy móc của con này em nhấn mạnh lại, những con ốc của nó còn vàng ươm. Đây là nội thất của xe, thì nội thất của xe chúng ta nhìn thấy này. Đấy, nó sạch sẽ và nó không bị rách dưới bất cứ đâu cả. Và Johnny thì nó có một cái dàn điều hòa ở phần trên trần xe. Nó có một cái dàn trần trên xe này. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Đây là dàn điều hòa sau của Mitsubishi Johnny. Đối với mùa hè như hiện tại rất nóng bức như thế này thì chúng ta bật điều hòa của con chiếc xe này lên, nó chỉ một lúc thôi là nó mát cả xe rồi. Và chúng ta bật cả dàn điều hòa sau nữa thì cái hàng ghế sau này và hàng ghế sau cùng nó cũng mát rất là nhanh. Đây, chúng ta nhìn cái ghế của nó này, nó còn rất là sạch sẽ luôn nhá mọi người nhá. Đấy, không bị rách dưới gì cả. Đây, không bị rách dưới gì cả. Sơn tây còn khá nhiều. Con xe này sơn zin của nó còn chiếm được tỷ lệ tầm khoảng 7-80%. Đó, tầm nhìn nó đây. Dòng Johnny thì nó cũng đơn giản, thiết kế khá là đơn giản, cho nên nó cũng không có nhiều những cái để chúng ta có thể nói đến. Gương chỉnh điện và vô lăng là vô lăng quả chám. Đó, núm điều hòa to. Xe đã có trang bị màn hình VCD rồi. Đó, chân là chân nỉ. Đây, 4 tổng năng hạ kính nguyên bản theo xe thưa quý vị các bạn, không nâng độ gì cả. Và nhựa của nó đây, chúng ta nhìn nhựa của nó khá đẹp. Và những cái bên trong này thì hoàn toàn là tất nhiên rồi, một con xe dơn còn zin khá là nhiều, cho nên là những cái phần ở đằng trong ấy thì nó sẽ không bị bắn sơn lại. Đây, sơn zin của nó thì hầu như con Johnny nào nó cũng bị như này cả. Nó đóng ra mở cửa nhiều vào thì cái lớp gioăng này nó đập vào, cho nên là nó sẽ bị như thế. Đấy, đèn cụp nốt treo mẫu xe 7 chỗ ngồi. Với giá bán mà em đang bán hiện tại là 160 triệu đồng một thôi cho một con xe máy vẫn còn zin, chạy rất là chắc xe và đầm. Đó. Đây, chúng ta nhìn thấy đồ nhựa của nó này. Đó, xe nó tung, nói chung là xe nó rất là tươi xe. Đây, những đường vân của tắp ni nó này. Đó, chúng ta nhìn thấy rất là rõ. Không gian ngồi là cực kỳ là rộng rãi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy là khi mà em ngồi vào chiếc Johnny và bước vào phát thì nó là một cái không gian ngồi khá rộng. Và đặc biệt con xe này nếu chúng ta chạy đường trường thì nó êm, rất êm luôn nhé mọi người nhé. Càng ngồi đông người thì nó lại càng êm. Đó, tắp ni nó đây. Keo chỉ zin 100% trên chiếc xe này. Và em xin phép mọi người là không cần phải quay đến keo chỉ làm gì cả. Kể cả như phần sau cốp này, nó vẫn còn zin nguyên bản hết. Đây này. Đó, những con ốc nó hoàn toàn là chưa có dai nhé mọi người nhé. Đây. Đó, kể cả những phần đuôi xe như thế này, keo chỉ nó zin hết, nó không có bị đâm đụng hay va quệt gì cả. Đây. Đó, xe nó mở cốp ra thì chúng ta sẽ nhìn nó như thế này, rất đẹp phải không quý vị các bạn, với mức giá bỏ ra là 160 triệu đồng. Này, những con ốc của nó còn vàng ươm. Đó, còn keo chỉ của nó nhá, tất cả những phần trên này thì không có một cái cánh nào ở phần trên này bị mọt. Đấy, không có một cánh nào bị mọt nhá. Tất cả những con ốc như thế này nó vẫn còn zin theo cả xe luôn. Đó, và keo chỉ này cũng vậy, cả xe nó đều zin nét như thế này hết. Đấy, chúng ta nhìn nó rất là dễ và rất là chuẩn luôn. Đây mọi người ạ, đây mọi người xem, những phần trong sơn zin hết và keo chỉ zin 100% theo xe, không có bị đâm đụng va quệt gì cả, vỏ rất là mỏng. Đây, bên trong này cũng vậy. Đó, cái dòng xe này thì mở lắp bình xăng nó ở đây. Đấy, 160 triệu đồng mà thôi. Con này tí nữa, ngay bây giờ em sẽ cho quý vị và các bạn xem qua hai phần cánh của cái hàng ghế bên phụ, cánh bên phụ. Đây mọi người nhá. Đây, hai cánh bên phụ rồi chúng ta có thể đến được cái phần khoang của động cơ luôn. Quý vị và các bạn xem khoang của động cơ, chúng ta thích luôn chiếc xe này.
vì máy nó chưa ra. Đấy, rất là hiếm những con Johnny mà kêu mà máy nó chưa ra nhé. Chúng ta nhìn những con ốc này, con vàng ươm. À, không bị mục mọt gì cả Johnny thì chúng ta yên tâm đi. Nó là một mẫu xe của Mitsubishi cho nên là cái tôn vỏ nó rất là dày dặn. Đấy, kéo chị zin toàn tập này. Đấy. Kể cả những con ốc này cũng vậy, hoàn toàn chưa có ra. Đây là những cái dầu mỡ bò bơi vào để làm tạo độ trơn. Đấy. Những cái con ốc hoàn toàn nó chưa có ra gì cả. Keo chỉ có kéo nguyên hết, sẽ không đâm đụng gì. Máy nổ rất êm nhé mọi người nhá. Máy nổ cực kỳ êm luôn. Em sẽ cho mọi người xem qua phần khoang máy rồi em sẽ cũng sẽ nổ lên để cho mọi người nghe cái tiếng máy của động cơ luôn. Đó. Toàn bộ hệ thống phần capo này là sơn, chưa có bắn một giọt sơn ta là vào. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc động cơ Johnny và cũng là một chiếc xe làm mẫu cho mọi người luôn, máy zin. Thì chúng ta hãy nhìn này, những con ốc này của nó này. Đó, chúng ta nhìn không vàng ươm. Đây, tất cả những con ốc còn chưa bị chớt hay là bị chét ra gì cả. Đây, ốc cabo chúng ta thấy là chưa có da này. Đấy, hoàn toàn là sơn zin và chưa có một cái vết vặn nào của cờ lê cả. Chưa bị chật sơn. Ở nguyên lý của tháo máy là gần như là 100% là đều phải tháo capo ra để có thể dỡ máy ra. Thì chúng ta hình dung là cái máy này là nó như thế này, mà chúng ta muốn cẩu máy ra thì phải hạ capo, nó là điều đầu tiên. Và cái keo chỉ phần đầu xe này, đây này. Đó, nó vẫn nguyên bản hết và tất cả những con lỗ của nó tròn xoe. Những hệ thống giằng bệ không có bị mục mọt gì cả và không bị va chạm gì những cái phần giằng bệ này. Động cơ thì bọn em không rửa ráy gì cả nhé mọi người nhá, vẫn cứ để mộc mạc cái này bọn em đi về. Đây, tem mác của nó đây. Đó. À, không chê vào đâu được thì một mẫu xe nói chung là bẩn theo năm tháng thôi, nhưng mà nhìn về cơ bản thì kể cả như những cái này của nó vẫn còn rất là trắng sạch sẽ này. Nó rất là khô đây, mọi người nhìn, hãy nhìn những con ốc này của nó này. Nó chưa có ra con ốc nào luôn nhé mọi người nhá. Đấy. Ốc còn vàng ươm và chúng ta hãy nhìn những cái nắm, cái lúm để chúng ta vặn này thôi, nó cũng rất là sạch sẽ này. Ốc A của nó nhìn rất là gọn gàng, máy nổ cực kỳ êm và chạy cực kỳ thoát máy nhé mọi người nhá. Em sẽ nổ máy cho mọi người nghe qua cái tiếng của động cơ xe. Nổ cực kỳ ổn định và êm. Đó. Tốc độ vòng tua luôn luôn ổn định ở ngưỡng 1.000 vòng trên phút. Điều hòa rất mát đấy mọi người nhá. Điều hòa mát rất sâu. Điều hòa cực kỳ mát luôn mọi người ạ. Đấy, với cái mùa hè năm nay thì chúng ta ngồi chiếc xe này chúng ta sẽ thấy được nó mát rất nhanh. Ok, em sẽ cho mọi người xem qua về cái động cơ của xe luôn. Đây thưa quý vị và các bạn, đây là động cơ của xe thì em sẽ ga lên cho mọi người nghe tiếng máy nhé. Đó. Thì cái dòng xe Johnny này thì là động cơ của nó, cái quạt gió nó gắn liền với trục cơ y hệt như mẫu xe Toyota Innova. Chính vì vậy mẫu xe này nếu chúng ta có lổ cả ngày thì động cơ nó vẫn cứ hoạt động bình thường, không bao giờ sợ về cái vấn đề bị thổi doang cả. Đấy là về độ lành của Johnny thì quý vị và các bạn yên tâm đi, không có trục trặc hay vấn đề gì cả về hệ thống động cơ đâu nhé mọi người nhá. Đấy, máy nổ rất là ổn định. Những con ốc con yếc của nó còn vàng ươm. Đó. Và em xin nhắc lại thông tin của chiếc xe này là chính xác là Mitsubishi Johnny 2004 với chiếc xe động cơ 2.0 số sàn, sử dụng động cơ sử dụng cầu sau, mức tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 10 lít trên 100 km. Và với chiếc xe này là động cơ máy vẫn chưa ra, cam kết với quý vị và các bạn luôn và sẽ bán với mức giá là 160 triệu đồng mà thôi. Mọi người hãy liên hệ theo số điện thoại 0966 668 121, em là Minh Hải Dương. Thì đối với những mẫu xe đã ra máy rồi mà những xe nó vừa vừa thì bọn em đã bán với mức giá là 145 triệu đồng. Thì chúng ta thêm 15 triệu đồng nữa, con xe này nó khá đẹp và nó lại được chiếc xe máy zin. Và quý vị và các bạn trả dưới 155 triệu đồng em không bán được nha mọi người nhé. Con này em mua cực kỳ sát giá và bán rất là sát giá, chỉ cộng vài triệu thôi. Cho nên mọi người đang có cái nhu cầu mà quan tâm đến mẫu xe này và chúng ta tìm hiểu về mẫu xe này, chúng ta biết về giá rồi thì chúng ta hãy nhấn máy lên và alo cho em theo số điện thoại 0966 668 121. Em là Hải Minh Hải Dương. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin chào và cảm ơn.